Hello, dạ em xin mến chào tất cả cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Có Gì Nấu Đó. Rồi, hôm nay em sẽ mang lại một ý tưởng mới cho anh chị em mình mần bánh bao nha. Đây là cái công đoạn quan trọng nè. Bây giờ em phải bươi xới bột lên, em tìm 3 bịch men nha. 3 bịch men này là nằm trong 3 bịch bột đó. Thì mình không có thể nào mình trộn chung với bột, mà em có bí quyết đó là mình phải lấy riêng nó ra. Rồi mình đi làm sữa cho nóng ấm lên, ấm ấm thôi nha. Bây giờ em đổ sữa ra nè, bây giờ em bỏ vô microwave là làm cho nó ấm ấm lên chút xíu thôi nha. Rồi bắt đầu em bỏ hết 3 bịch men của bột bột này vô nè. Rồi sau đó em quậy lên nữa nha. Nhưng mà 3 bịch bột này thì nó nở vừa đủ thôi. Em muốn cho nó nở thêm nữa thì em phải lấy một bịch bột men khô để mình nướng bánh mì vậy, hiệu gì cũng được. Bỏ vô thêm bột nữa nha. Rồi quậy lên, bỏ vô miếng đường nữa nè. Quậy cho đều. Đó. Rồi biết sao nữa không? Rồi lấy cái ráp ni lông á, mình chùm nó lên lại. Rồi sau đó mình phải đem vô cái để chỗ nào cũng góc riêng hồi nữa, nó tự động nó nở lên anh chị em. Em cho vô một ít muối nha. Anh chị em cứ bỏ theo cái khẩu vị nhà mình nha, mặn ngọt tùy thích nha. Rồi bỏ một miếng dầu ăn vô đặng cho nó trơn tru như bóng bẩy bánh bao đó mà. Rồi bây giờ mình bỏ này rồi mình trộn đều lên. Trong thời gian đó là em mới bắt một cái nồi sữa, bỏ đường vô ngọt tùy thích nha anh chị em. Cái vỏ này vỏ bánh bao, mình muốn ngọt thì cho nó ngọt, còn muốn lạt lạt thì nêm theo cái ý thích của mình. Rồi bây sữa này chỉ ấm thôi, đường đã tan rồi đó, ấm thôi nha, không có nóng nha. Rồi bỏ vô trộn nè, đặng nó nhồi bột. Em làm á cho gia đình em ăn thôi, cho nên là em làm thường hay là làm nhóm chừng rồi bởi thế cho nên là em không có chia sẻ công thức, em chỉ tạo gợi ý tưởng cho anh chị em hôm nay mình sẽ nấu món gì. Đôi lúc hên xui lắm anh chị em, có bữa em nấu ăn nó bị tổ chát á. Anh chị em mà có máy nhồi bột thì để cho nó nhồi nha, chứ đừng giống em bỏ vô cối rồi mà lo tám chuyện không, mà giờ nhồi bằng tay quê hồi nào cũng hay luôn. Giờ nhìn lại video mới biết là mình tự nhiên mình bỏ vô máy, mình không cho máy nó chạy mà mày chạy bằng tay mới chết chứ. Cái men hồi nãy em ủ đó anh chị em, bây giờ nó đã nở đầy tô rồi đó. Bây giờ em bỏ vô bột nè, em trộn nè. Cái công đoạn này quan trọng, đừng có trộn men thẳng vô bột, nó hên xui, nó khi nó nở nó không nở. Nhưng mà mình làm cách này là bảo đảm 100% là bột nó nổi nha. Ta nói mần bánh bao thì không lo tập trung mần bánh bao, ta nói lo livestream lay ơ rồi tặng bông tặng ơ đồ, bỏ bột vô cái ơ rồi mà không bấm nút cho nó chạy, bây giờ lấy cái tay nhồi, ôi giời ơi. Thấy tập trung lại cái bánh bao nè, cái vụ nhồi bột nè, để em nói cho nhà nghe ha. Cái bột á mà mình nhồi đó là theo thì công thức thì nó không chính xác, tùy theo bột, nó có khi bột nó cũ bột mới á, cho nên là mình cứ nhồi đi rồi mình cảm giác như bột nó khô á thì mình bỏ thêm chút chút vậy đó, từ từ, đừng bỏ cái ào một cái là nó nhão nhẹt nha, từ từ vậy đó, rồi mình thấy nó ok rồi thì thôi. Mừng quá xá cái công đoạn nhồi bột nó thành nó xong rồi. Bây giờ là em lấy cái bọc ni lông nè, em chùm lên nè, rồi em chùm lên cái khăn nữa đặng cho nó hầm đặng cho bột nó nở á. Rồi sau thời gian đó thì em đi luộc trứng gà nè, rồi luộc lạp xưởng chiên thì ngon, là luộc cũng được, cho nên em thích luộc à, em không thích chiên mỡ không à. Rồi bây giờ em xay thịt nè, thịt thì em mua thịt em tự xay, chứ em không thích là người ta xay sẵn, tại người ta xay sẵn xay nhuyễn lắm, em xay thì nó hơi cũng hơi đỡ đỡ đó, cũng hơi nhuyễn chứ không nhuyễn hung ha. Rồi xay hành luôn, rồi hành em bỏ vô nè, bỏ hết luôn, nãy em làm hai củ hành đó. Cái này đáng lẽ có nấm đông cô thì mới ngon nha. Thì nhà có gì nấu đó nên nhà còn hộp nấm rơm nè. Bây giờ bỏ vô có cho con nó xay một phát, nó nhuyễn nhừ luôn rồi. Xong rồi. Rồi trợ lý bỏ tiêu cho mẹ con, bỏ hết luôn con. Tiếp theo là em cho 2 muỗng đường vào nha. Một muỗng nè, muỗng thứ hai nè. Rồi nửa muỗng cà no nè. Rồi thêm một miếng muối xíu xíu nha. Thấy tình hình hơi mặn mặn rồi đó. Rồi hồi nãy nấm mà xay nhuyễn quá đó, bây giờ em bóp ra nó làm cho nó có nước hay sao, thịt nó hơi nhão nhão đó. Bây giờ giải cứu nó bằng cách là bỏ bún tàu vô, anh chị em hy vọng mà nó rút. Em đã cho thêm một miếng dầu hào với một miếng dầu mè nữa nha. Còn lạc xưởng đã em xay rồi nè, bây giờ em bỏ chung vô em trộn lên nha. Thay vì mình cắt miếng thì em không cắt mà em xay trộn vô, bây giờ em làm ra được dĩa như thế này nghe, có trứng nữa nè, thay vì trứng cút mình lấy trứng gà nha. Hồ tím nha, ten ten ten.
bột nãy nó lấy chút xíu bây giờ nó nổi lên đầy luôn nè. Nè nó vậy là thành công chắc chắn luôn, bột nó nở vậy nè. Ồ, thấy không, vậy là nở nè, thấy không. Giờ em đổ bột vô cái mâm em nhồi cho nó đỡ bị văng ra ngoài đó, cho nó gọn. À, cái phần nhân thì hồi nãy là em đã hấp sơ sơ cho nó đứng cái form lại. À, và đây là cái phần khéo tay hay làm nha, mà rất tiếc là em không được khéo tay, em làm mà ăn thôi à, nên là nó cũng không được là đẹp cho lắm anh chị em ơi. Đó, em làm con cù nha, một lát hồi nó thành con heo đó anh chị em. Đó là phần bột cái bánh cuối cùng mà em làm đó. Đây là những cái phần cái bánh mà em làm xong rồi nè, thì em để em đậy lại cho một lát nó nở lên rồi mới đi hấp nha, chứ mình làm xong mình đừng có hấp liền nha anh chị em ơi. Rồi đó, bây giờ là cái mẻ đầu tiên em đang hấp nè, phải mở nắp ra thường xuyên để mà cho cái hơi nước nó bay ra, nó không bị ướt cái bánh nha. Đó thì nó cũng không đẹp lắm nhưng mà ăn được nha anh chị em ơi. Nói chung là hôm nay em làm thành công, nhưng mẫu mã thì nó không được là sắc sảo như anh chị em làm chuyên nghiệp nha. À, cả nhà thấy ổn không cả nhà? Đó, để ra một mâm hai mẻ đầu tiên của em lên được nhiều nè anh chị em. Bánh này cái size hơi bị bự nha, hẳn hai cái là no rồi đó. À, cũng ngon ngon, để em mở ra thử một cái cho mọi người cùng xem nha. Đây à, mềm nè, bột cái bột mở ra mềm nha, thấy không, xốp nè. Cái vỏ thì nói chung là cũng vừa vừa chứ không dày lắm, được đó, thấy không, hấp dẫn chưa. Thì anh chị em cứ làm theo cái ý thích của mình, cái khẩu vị nhà mình thích cái gì mình bỏ vô, thì mình thấy mình thích cái gì là mình cảm giác là nó ngon à. Còn nhiều một mình làm mình bán á, thì 100 người 10 ý, cái người thích vậy người thích kia đó, thôi mình ăn cái gì mình thích thì mình bỏ vô đi. À, cả nhà ơi, vậy là cái món bánh bao của em hôm nay thành công nha, khẳng định thành công nha, không có bị tổ chát nha. Em hy vọng là em sẽ mang đến cho anh chị em một cái ý tưởng cho món ăn mới trong tuần nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em đã dành thời gian xem video của em nha. Và chúc cả nhà mình vào bếp nấu ăn ngon và ăn ngon bên gia đình. Hẹn gặp lại các anh chị em, cô chú và các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye.